Mỗi trái về chị đoán thử nhiêu ký? Trái này trái về chị đoán thử nhiêu ký? Trái đó 2 ký mấy. 2 ký mấy để cần thử ha. Thử có chính xác không? Trời, trái này thử cái 2 ký mấy không? Trời chính xác luôn á, còn gam nữa một khía nữa là 3 ký chị ơi. Giờ chào cả nhà nha, hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì mình đang chỗ vào rồi chỗ như vườn sầu riêng của nhà chị Xuyên nè. Thì bữa nay chị Xuyên đã thu hoạch được một mớ sầu riêng và chở vào nhà này. Thì chị là vựa sầu riêng ở đây luôn và chị chiên bỏ sỉ và lẻ ở chợ Hòa Khánh Cái Bè Tiền Giang mình. Ví dụ như mọi người ai có mua sầu riêng thì có thể liên hệ trực tiếp chị Xuyên nha. Thì mình số điện thoại của chị Xuyên thì mình để trong phần mô tả, hoặc là mọi người có thể comment bên dưới video. Thì sầu riêng nó có rất là nhiều loại, thì nhà mình ngày xưa cũng có trồng sầu riêng nên mình có thể phân biệt loại đó, thì loại 1, loại 2, loại 3 và có thể là hàng dạt nữa đó, tùy theo cái trái sầu riêng nó như thế nào. Nó kia mọi người đừng có nghĩ là tại sao sầu riêng có chỗ rẻ chỗ mắc, thì sầu riêng nó có nhiều giá khác nhau á. Đóng sầu riêng này ghi sáo hả chị? Ghi sáo. Chị Xuyên nè. Mấy trái sầu riêng em cầm lên đại nha. Mấy trái này hàng loại 1 hả chị? Bữa này loại 2 nó bị méo bên là hàng loại 2 hả? Rồi mình đây là hàng loại 1 thôi. Cái sầu riêng của chị rất là nhiều, như mọi người này là khoảng 800 kg thôi. Thật ra không ra là chị bán bớt hả? Chị bán hết hả chị? Nói chung là sầu riêng chị là chị bán quanh năm luôn không? Chị bỏ sỉ quanh năm luôn, sỉ bà lẻ luôn. Mọi chợ Hòa Khánh mình thì hay lấy sầu riêng của chị bán á. Này mấy cái trái này quá trời bự luôn, trái này chắc 4-5 kg luôn á. Này, ô còn đi cắt nữa không chị? Chừng nào đi cắt nữa không? Bữa đi bữa nó cắt nữa. Cắt gần không? Dạ. Cầu dây. Quá trời sầu riêng luôn nè mọi người. Đây, có trái chưa chín hay như này, chưa chín bữa hay bữa nó mới chín hay gì? Dạ. Quá trời luôn mọi người. Tại vì nhiều khi mình đăng lên mạng á, có người hỏi là tại sao giá rẻ quá, có nhiều khi giá mắc quá. Tôi nghĩ là hàng ở trên Sài Gòn thì đa phần là người ta có sầu riêng hàng loại 1 nhiều quá chị. Trái 2-3 kg là nhiều quá, với lại nó mấy cái muối cái hộp nó rất là đều. Giống như cái ồ em nghe mùi thơm á chị. Có trái nào chín thơm á. Đó. Còn cái bên đây là ví dụ như nó bị sâu chỗ này là thành là hàng dạt hay gì phải không chị? Sâu lỗ rồi đó. Đó, sầu riêng chị rất là nhiều nha mọi người. Tại vì tiền nào của nấy thôi, chất lượng nó sẽ khác nhau, là đỡ cái trái sầu riêng với cái trái to tròn đó. Hàng trái cho to tròn như vậy là một đó. Là trái cái học, cái con muối nó đều, dai nó nở đều hết trơn. Đó. Như đây là chỉ còn khoảng 800 kg thôi. Là hôm nay chị cắt nhiều không? Nhiều. Ôi trái này nó đã quá. Sống nhiều quá. Ô, cái này là ghi sáo nha. Ghi sáo thì cơm vàng hạt lép ha. Bên trong nó vàng. Hình như lúc trước em thấy cái chị có bán bên Muỗng Thon ha. Muỗng Thon. Đó thì số điện thoại của chị Xuyên á thì mình sẽ để bên phần dưới phần mô tả, hoặc là bên dưới comment, thì mọi người có thắc mắc thì để dưới comment video thì mình sẽ giải đáp cho nó thắc mắc với cho số điện thoại mọi người nha. Cây khô mới như vậy hả chị? Ôn trái sầu riêng thường thường là mấy tháng mới thu hoạch ta? Thời sổ vậy là khoảng 3-10 ngày. Dạ. 6-10 ngày. Dạ. Chín. Dạ. Cây có thì nó lâu hơn chút, nó lâu hơn nửa tháng. Dạ. Dạ. Ôi vậy là ví dụ lái người ta nhà ô bằng hàng, người ta mua là vô đây người ta cân đây, người ta đem không gì? Rồi mình có khi mình đi giao nó, gọi chỗ ở xa sao mình đi giao hả? Thì chỉ đóng thùng hả? Dạ. Đóng hàng Trung Quốc nữa hả? Dạ. Dạ. Quá trời luôn. Ô mấy trái này sao nó là đều đẹp đó hả? Trái này chắc cũng ký mấy à? Ôi hồi xưa em nhà em cũng trồng sầu riêng á, mình chín chín mình bóp sao mình thử hai gai gì vậy nhá. Em thử gai á. Với lại em thấy người ta lấy cái hột quẹt hay gì đó. Cái gõ hả? Cái dao cái dao vàng hả? Đó, quá trời luôn, mọi người có một sầu riêng thì ủng hộ như một đống sầu riêng. Bên đây là hàng loại 2, loại 3 gì bên đây. Bên đây là hàng loại 1, cái bự bự luôn. Trời. Ở xa hay hai đi là đi giao.
hai đêm mà đi. Dạ. Đó, rất là nhiều sầu riêng nha mọi người. Cả nhà mình có ai mua sầu riêng thì có thể ủng hộ nha. Chị ở Thiện Chí mà chị thường hay giao ở chợ Hòa Khánh này, chợ Mỹ Thiện luôn nè. Mấy chợ khác không chị? Có, chị cũng giao ở Mỹ Tây rồi. Thành phố chị có giao nhiều không? Có xe là chị giao luôn á, đóng thùng à. Hồi lúc gần em thấy xe nó cũng đi mà xe tải ốp đi. Xe tải giao thành phố nhiều quá. Lúc gần trong mùa dịch này thì bán trái cây cũng ngon đó. Tại vì thành phố mà có gì bán nấy á, về kinh doanh mà. Nhiều khi mấy mặt bằng kinh doanh mua bán mấy cái quán rồi người ta đóng cửa thì người ta tận dụng trái cây này có gì nữa mà. Đó, trời sầu riêng nè. Đã không ha? Phải đi coi vô vườn sầu riêng mua hổm đã trước đó. Này là mình còn mấy cái trái sầu riêng bên đây. Trời ơi, mới nghe thơm thơm nè. Thường thường là trái nào chín là nó rụng ngang cái cùi này hả chị? Chín quá là sầu riêng không? Quá nó đi đâu rồi? Cái vườn đó. Giờ đây là sầu riêng nè, đây chị Xuyên thường thường là sầu riêng hàng loại 1 mình lúc này thời điểm là giá bao nhiêu chị? 75 ngàn ha, rồi hàng loại 2 đô 3 65 60, 50 nó tùy theo là tùy theo cái loại sầu riêng mình ha. Đẹp thì mình giá khác, còn giá xấu xấu thì giá khác ha. Đó, rất là nhiều sầu riêng. Đây, bữa hổm em thấy mấy đứa bạn em nó dưới Hòa Khánh nó mua sầu riêng gì, nó bán sầu riêng kem gì tùm lum chứ. Dạ, bóc kem á chị. Sầu riêng đó là mấy ông ngoài miền Đông chứ vô không? Dạ. Những trái về chị đón thử nhiêu ký, trái này trái về chị đón thử nhiêu ký? 2 ký mấy để cân thử ha, thử cái chính xác ha. Rồi trái này thử cái 2 ký mấy thôi. Rồi chính xác luôn á, còn gam nữa một khía nó là 3 ký chị ơi. Léo ơi, rồi trái sầu riêng nhỏ xíu vậy mà nặng ký quá ha. Này mọi người có nhớ mua sầu riêng thì có thể ủng hộ chị Xuyên nha. Đây có nguyên một cái vườn sầu riêng luôn nè. Sầu riêng này chừng là mấy năm rồi chị? 3 năm tuổi hả? 3 năm tuổi mà phát triển ha. Cái này là thường thường mình bán mình có đồ khỏ khui chị, mình khui mình gõ cho nó. Sao mà mình biết nó chín đều là mình gõ cho nó bọt hơn. Dạ em ở nhà có trồng sầu riêng xưa nhưng mà không biết, nhưng mà còn cái nào nó chín đó thì nó rụng rồi mình lấy cái đồ khui á, nhà chị Hai mua cái đồ khui á. Có cái đồ khui á, đi bên đâu Châu Đốc á, làm gì nó buồn á. Dạ. 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 Anh đi vườn hả? Đi vườn. Đây sầu riêng mà trời luôn.